Bạn nào đeo tai nghe mình thấy bát nó rất là ấm và tiếng bát xuống sâu tự nhiên. Các bạn thân mến, có rất nhiều anh em tâm sự với tôi rằng khi các bạn tham khảo một cặp loa bãi, sau khi nghe mức giá người bán đưa ra thì các bạn bỏ một khoản tiền đó ra, các bạn đi mua một cặp loa đời mới cùng phân khúc, cùng tầm tiền so với cặp loa bãi. Nhưng về các bạn ghép, các bạn vọc vạch rồi set up làm đủ kiểu mà các bạn lại nhận thấy âm thanh của nó không hay như cặp loa bãi. Thì các bạn hỏi tôi là có phải chất lượng loa kém hay không, hay các bạn ghép nó chưa chuẩn mực. Thì các bạn thân mến, có rất nhiều những cái yếu tố tác động đến cái chất lượng của những dòng sản phẩm. Nếu như các bạn mua những cặp high-end đời mới đang sản xuất của những hãng danh giá, ví dụ như Pioneer hay là Avalon hay những dòng BV Cap v.v. thì các bạn sẽ thấy đó là những dòng high-end đắt đỏ và nó rất là mắc tiền và có thể lên đến tiền tỷ, và có những bộ dàn âm thanh có thể lên đến vài chục tỷ. Nhưng các bạn nhớ là đối với những cái dòng loa bãi thì hiện nay các bạn nhớ là nó là hàng bãi, nhưng ở thời kỳ nó ra đời thì người ta lại dồn toàn bộ công nghệ, trí tuệ và tâm huyết vào, và nó cũng chính là những dòng hi-fi cao cấp, có thể nói nó là những dòng high-end của quá khứ. Nói là quá khứ cũng có thể cách đây vài năm, thậm chí là vài chục năm tùy theo model. Nhưng các bạn thấy, chúng ta không thể có nhiều tiền bỏ ra vài tỷ hay vài trăm triệu để mua một cặp loa. Cho nên cái cách mà chúng ta chơi hàng bãi là cái cách lựa chọn thông minh nhất, chọn những dòng sản phẩm mà nhà sản xuất đã ngừng sản xuất rồi, nhưng nó là những sản phẩm đẳng cấp thật sự của hãng. Cho nên các bạn thấy chất lượng âm thanh của nó đương nhiên là miễn bàn. Thì tôi chỉ nêu ngắn gọn như vậy để các bạn hiểu. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn cặp loa Tannoy D500 và những thiết bị đánh kèm. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là cặp loa Tannoy D500. Đây là dòng loa tôi đã có rất nhiều video clip test âm và review và tôi đã bán rất nhiều rồi. Thì các bạn nhớ đây là một trong những cặp loa đẹp xuất sắc, bởi vì một là các bạn quan sát vào cái chân đế vẫn còn nguyên cái chân đế, nhiều cặp không còn chân đế đâu ạ. Cặp loa này còn nguyên chân đế, thứ hai nữa là còn nguyên tem cờ, và đặc biệt là nó màu bordeaux không tì vết, chỉ thiếu cái thùng xốp nữa thôi. Thì các bạn liếc sang bên trái các bạn nhìn thấy cặp Tannoy D700 này cũng nguyên tem cờ và đặc biệt là cũng còn nguyên chân đế, điều này rất là ít. Đấy các bạn thấy. Như vậy có thể nói là kiếm được những cái cặp loa sắc nước hương trời mà nó nguyên bản như thế này thì rất là ít. Thế thì các bạn thấy đây là một trong những dòng loa mà bán chạy của Tannoy, bởi vì một là cái hình thức của nó rất là gọn gàng và cái mức giá nhiều người dễ dàng với đến được. Cặp loa này các bạn nhìn qua cái hình ảnh thôi, nó đẹp đến mức độ là sửng sốt. Đấy. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới là một bát này, trên là một trung và trong lòng trung của nó chính là một chép đồng trục, tức là nó là ba đường tiếng. Thì cặp loa này có lỗ thông hơi ở phía sau, một lỗ thông hơi phía trên và một ở phía dưới như các bạn nhìn thấy, và nó được sản xuất chính quốc tại Anh Quốc. Rất là đẹp và sang trọng. Các bạn có thể sử dụng rất nhiều các dòng âm ly để đánh, các dòng Luman 550F, 550F, rồi xin lỗi các bạn là 505F, 505F, 507, vân vân, rất là nhiều những cái dòng Luman như thế này. Đấy, rồi âm ly đèn 32U hay những dòng Acouphase nói chung đều dễ dàng phối ghép thành công. Ở đây các bạn thấy tôi phối với hai thiết bị đánh. Ở phía trên đó là chiếc đầu CD và giải mã, đó là đầu CD S10 với chạy CD và giải mã. Ở phía dưới là âm ly Acouphase 212. Thì các bạn nhớ đây là một trong những bộ đôi mà các bạn có thể đánh vào rất nhiều những dòng loa JBL, kể cả những dòng Smith hay kể cả những cái dòng 100 Century hay những dòng phổ biến 65 Dubai, hay các bạn có thể đánh vào những cặp JBL L7, L5 vân vân, rất là tuyệt vời. Bạn nào loa bị khô gân thì hôm nay có một bạn nhắn tin hỏi tôi là bạn có cặp JBL 100 Century như thế này, nếu như cái gân nó không còn mềm như thế này nữa
Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến tiếng bass, và đương nhiên là tiếng bass của nó sẽ không còn mềm sâu nữa. Cặp này là cặp JBL 100 Century tiếp thẳng hàng giá 37, còn nguyên tem cò. Thì các bạn nhớ là hãy sử dụng cái lọ dầu dưỡng gân đây này, có giá 500.000 đồng. Thì cách dưỡng thì các bạn có thể vào YouTube, có rất nhiều anh em và tôi cũng đã có video hướng dẫn các bạn cách dưỡng gân loa rồi, làm sao đơn giản nhất nhưng để đem lại hiệu quả cao nhất. Cặp loa các bạn đã nhìn thấy là Tannoy D500, thì với lý do tôi vừa nêu, một là còn chân đế này, thứ hai còn nguyên tem cờ và nó không một vết xước nhỏ. Cặp loa này có giá 51 triệu đồng. Các bạn nhớ là đây là một trong những dòng loa được các tạp chí audio đánh giá rất cao, khi mà nó bóc tách cái giải âm trong một bản nhạc, và thứ nữa là tiếng bass của nó xuống sâu rất là tự nhiên. Cái chất lượng của tiếng bass có thể nói là đứng đầu cái dòng D. Các bạn nhớ nhé, mỗi một cái dòng D500, D700, D900 đều có những cái hay riêng, nhưng dòng này sức mạnh của nó ở cái khả năng bóc tách các giải âm, và thứ nữa là cái tiếng bass của nó xuống sâu và tự nhiên cực kỳ. Các bạn nhớ là ở bất cứ cái sản phẩm nào, ở phân khúc nào, thì Tannoy cũng áp dụng công nghệ tán âm sắc làm cho âm thanh của nó tự nhiên. Tôi vẫn nói các bạn rồi, các bạn cầm cái ly, các bạn đánh rơi xuống nền nhà, nó vỡ, nó phát ra âm thanh như thế nào thì nó tái hiện lại cái âm thanh, nó phải chính xác như thế. Thì đó chính là cái đích hướng đến của rất nhiều các hãng audio, kể cả những dòng thiết bị high end đắt đỏ bây giờ. Ở bên này các bạn thấy rất nhiều những cái dòng Tannoy từ Berkeley trong cùng cái Bass 40, những dòng Sterling TV-W này, rồi những dòng D700, những dòng HE, những dòng RE vân vân, RV kép vân vân. Các bạn thân mến, kể cả những cái dòng JB 4312, MK2 vân vân, thì cũng đều hướng chung đến cái đích, đó là tái tạo âm thanh một cách chính xác nhất. Nhưng có những người lại thích tiếng bass nhiều, tiếng bass nặng, cho nên các bạn sẽ thấy là sinh ra bass 30, bass 25, bass gân xếp vải thẩm dầu, hay bass gân mút, bass gân chun vân vân, để tạo ra những tiếng bass phụ thuộc vào cái gu nghe, sở thích của từng dòng nhạc và của người chơi. Bây giờ thì tôi sẽ test âm để các bạn cùng nhau thưởng thức chất âm của cặp loa Tannoy D500 kết hợp với âm ly Akufei 212 và đầu CD Denon F10. Bạn nào đeo tai nghe bên thấy bass nó rất là ấm và tiếng bass xuống sâu tự nhiên. Tìm trong giấc ngủ.
chọn một niềm.